Một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông ở Tây Ninh trói ba con ruột vào tảng đá bên suối đã gây phẫn nộ trong dư luận. Mục đích của người đàn ông khi quay đoạn clip gửi cho vợ nhằm uy hiếp tinh thần, buộc vợ gửi tiền cho mình. Người đàn ông quay clip tên NVH 31 tuổi ngụ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Clip ghi lại cảnh cả ba người con gồm hai bé gái và một bé trai bị cột dây thừng ngang bụng cùng hát bên cạnh con suối ngập nước. Clip này hát gửi cho vợ đang làm việc ở Campuchia vì cho rằng vợ không gửi tiền về nuôi con nữa. Theo gia đình người vợ, sau khi nhận clip, người vợ đã chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản của chồng. Tuy nhiên, 3 ngày sau đó người vợ không liên lạc được với chồng nên nhờ mẹ ruột đến trình báo cung cấp các đoạn clip để công an kịp thời hỗ trợ. Nhận được tin báo, công an xã Thanh Bình mời H lên làm việc. Người này thừa nhận mình tự quay video clip chỉ để gửi cho vợ nhằm hù dọa để vợ gửi tiền về cho con.